Xin kính chào quý vị và các bạn. Thời tiết tại các tỉnh miền Bắc trong thời gian 3 ngày tới, chủ đạo sẽ là trạng thái ít mưa, ngày nắng. Ngày mai độ ẩm trưa chiều vẫn tiếp tục duy trì ở ngưỡng thấp. Do vậy mà cảm giác khô hanh vẫn còn dự báo được tiếp diễn. Quý vị nên uống đủ nước và sử dụng các loại kem dưỡng da cho bảo vệ cơ thể. Còn về nhiệt độ thì mức nhiệt tại các tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ vẫn dao động là từ 18 đến 31 độ. Vùng núi có nơi còn thấp hơn. Còn tại các tỉnh thành ở phía Tây Bắc Bộ, mức nhiệt trong ngưỡng là từ 15 đến 31 độ, trời vẫn rét nhẹ về đêm và sáng. Thời tiết tại khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến là không mưa, sáng sớm thì sẽ có sương mù nhẹ, trời lạnh, ngày nắng hanh với mức nhiệt dao động là từ 17 đến 31 độ. Phần còn lại từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vài nơi vào lúc chiều tối, ban ngày trời nắng với mức nhiệt ngày đêm phổ biến là từ 21 đến 31 độ. Dải mây dông có xu hướng nâng dần lên phía Bắc nên mưa dông được nhận định là sẽ gia tăng hơn tại khu vực Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Mưa chủ yếu xảy ra vào chiều tối. Ban ngày trời có nắng gián đoạn với nhiệt độ ban trưa tại Tây Nguyên phổ biến là từ 27 đến 30 độ, còn tại Nam Bộ là từ 30 đến 33 độ. Đến với Biển Đông, tại quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc mạnh cấp 5 có lúc cấp 6. Còn quần đảo Trường Sa thì có mưa rào và rải rác có dông, gió phổ biến Đông Bắc ở mức cấp 4, cấp 5. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc bản tin chung ngày hôm nay. Và tiếp theo là dự báo thời tiết các vùng trong 24 giờ tới. Dự báo thời tiết trên đất liền. Phía Tây Bắc Bộ phổ biến không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi còn cao hơn. Phía Đông Bắc Bộ phổ biến không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi còn cao hơn. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa vài nơi, ngày trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ.